đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đã đến thăm năm cử tri có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã phú mỹ tại mỗi gia đình đến thăm đại biểu quốc hội ân cần thăm hỏi sức khỏe việc làm thu nhập và động viên các gia đình nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn đón tết cổ truyền với niềm tin và hy vọng mới